ông putin nga sẽ dùng vũ khí không nước nào có để tự vệ tổng thống vladimir putin cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp bên ngoài vào ukraine và sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí mà không quốc gia nào khác sở hữu để tự vệ tổng thống nga vladimir putin cảnh báo sẽ có hành động đáp trả nhanh như chớp nếu bất kỳ lực lượng bên ngoài nào can thiệp vào cuộc xung đột ukraine Bằng việc sử dụng vũ khí Nga tiên tiến nhất, AT đưa tin, phát biểu trước các nhà lập pháp Nga hôm 27 tháng 4, Tổng thống Putin giải thích, nếu bất kỳ quốc gia nào có ý định can thiệp vào tình hình Ukraine hiện nay và tạo ra các mối đe dọa chiến lược không thể chấp nhận được đối với Nga, thì họ nên biết rằng Nga sẽ có hành động đáp trả nhanh chóng. Ông Putin nhấn mạnh, chúng ta có tất cả các công cụ để làm điều này. Công cụ mà không ai ngoại trừ chúng ta có. Nhưng chúng ta sẽ không khoe khoang. Chúng ta sẽ sử dụng chúng nếu cần. Tổng thống Putin nói thêm, các nhà chức trách nga đã đưa ra tất cả các quyết định cần thiết để chuẩn bị cho hành động đáp trả như vậy. Tuần trước, nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa trừ 28 rupee Ấn Độ Samat tối tân. Loại vũ khí có khả năng hạt nhân mới này có thể mang theo một phương tiện lượn siêu thanh Avangard, được cho là có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng không nào hiện có do tốc độ cực cao và khả năng cơ động liên tục trong suốt chuyến bay. Không giống như Nga, Mỹ và các đồng minh NATO hiện không có vũ khí siêu thanh trong biên chế, ít nhất cho tới hiện tại. Các nước phương Tây đã tích cực cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm hệ thống tên lửa phòng không, xe bọc thép và pháo, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga. Phương Tây cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga khắc nghiệt nhằm làm kiệt quệ nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ vẫn loại trừ việc NATO triển khai trên bộ hoặc lập vùng cấm bay ở Ukraine do lo ngại về một cuộc xung đột trực tiếp với Nga, Moscow đã nhiều lần chỉ trích việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, nói rằng điều đó chỉ làm mất ổn định tình hình và cản trở triển vọng hòa bình. Ngày 26 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc NATO về cơ bản sẽ gây chiến với Nga thông qua một cuộc chiến ủy nhiệm và trang bị cho sự ủy nhiệm đó. Diễn biến thực địa Trên chiến trường hôm 27 tháng 4, giao tranh vẫn tiếp tục ở phía đông Ukraine dọc theo tiền tuyến dài khoảng 480 km. Moscow tuyên bố tên lửa Nga đã bắn trúng một lô vũ khí mà Mỹ và các quốc gia châu Âu chuyển giao cho Ukraine. Theo giới chức phương Tây, Nga đạt được tiến bộ chậm chạp ở khu vực Donbass. Miền đông Ukraine, bao gồm việc chiếm được các ngôi làng và thị trấn nhỏ ở phía nam Izium và ngoại ô Rubikne. Một số binh sĩ Nga đã được điều động từ thành phố cảng Mariupol bị bao vây tới các khu vực khác của Donbass nhưng một số vẫn ở lại Mariupol để chống lại các lực lượng Ukraine đang cố thủ tại nhà máy thép Azovstal, thành trì cuối cùng trong thành phố. Khoảng 1.000 dân thường được cho là đang trú ẩn ở đó cùng khoảng 2.000 quân Ukraine. Ngay sát biên giới Ukraine, một kho đạn của Nga ở vùng Bengorod đã bị cháy hôm 27 tháng 4 sau một loạt vụ nổ. Các vụ nổ cũng được báo cáo ở vùng quốc của Nga gần biên giới Ukraine các nhà chức trách ở vùng varonis của nga cho biết một hệ thống phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái